Ok, xin chào các bạn đến với kênh hướng dẫn ảo thuật hàng tuần của mình. Thì hôm nay mình sẽ chỉ anh em một cái mẹo, một cái tip để có thể biết được pass điện thoại của mọi iPhone và iPhone của chính khán giả đó nhá. Và để làm cái tip ảo thuật này như thế nào thì anh em hãy theo dõi mình ngay sau đây nhá. Rồi, ok, và đây sẽ là cái cách để làm trò này luôn. Thì mọi khi là mình sẽ có một clip mình biểu diễn qua ngoài đường phố hoặc là với một người lạ bất kỳ gì đấy, để các bạn xem là cái hiệu ứng hoặc là cách để mình diễn cái trò này như thế nào để có thể biết được cái pass điện thoại iPhone của khán giả. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng có đi biểu diễn ở một quán nước, nhưng mà quán nước thì ngay bên cạnh là có cái đám ma, thế nên là cái tiếng nhạc đám ma nó bị chèn vào trong clip mình biểu diễn ấy, nghe khá là ghê. Thì mình sẽ chèn một cái đoạn biểu diễn ngắn ngắn vào cho các bạn có thể nghe cái nhạc đó. Bây giờ là anh có thể biết được cái bài điện thoại này không? Không tin đúng không? Ok, anh sẽ mở ra nhá. Mở này và xem điện đó, quay kỹ nhá. Ba thỏi này không? Vãi. Đó, và cái tiếng nó khá là ghê, thế là mình đã không thêm cái clip biểu diễn vào mà mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì bây giờ làm như thế nào để đọc được cái mật khẩu khán giả, để biết được cái mật khẩu iPhone khán giả? Thì đầu tiên là chúng ta phải chọn diễn một khán giả, là trước tiên là khán giả đấy phải có một cái iPhone đã nhá. Rồi, sau khi chúng ta đã nhìn được một khán giả có một cái iPhone thì chúng ta sẽ lại nói như thế nào? Chúng ta sẽ diễn một vài tiếng ảo thuật và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu mượn điện thoại của khán giả. Và ở đây có một cái mẹo rất là thú vị này, chúng ta sẽ bảo khán giả là tự tay mở điện thoại khán giả lên nhá, và chúng ta không thể nào biết được pass, và duy nhất khán giả có vân tay để mở điện thoại vào thôi. Đây như này, đây mình sẽ điền pass mình vào đi. Đấy. Cái ô. Đó, đây chúng ta sẽ vào cái phần này và chúng ta điền mật khẩu máy của mình vào nhá. Chính ôi, mật khẩu gì nhỉ? Quên mẹ mật khẩu rồi. Rồi, cái máy này mình quên mất mật khẩu điện thoại máy này rồi. Thì đây mình sẽ vào vân tay nhá. Đây vân tay này, vào này. Và máy này hoàn toàn có mật khẩu nhá. Rồi. Và như nào nữa? Thì chúng ta sẽ nhờ khán giả là tự tay khán giả tìm mục máy tính trong điện thoại. Máy tính này. Rồi, vào phần máy tính ấn AC cho nó mặc định trở về ban đầu. Và chúng ta nói với khán giả là khán giả sẽ điền cái mật khẩu khán giả vào đây. Ví dụ này, mật khẩu khán giả là 1 2 3 và 4. Rồi. Và sau khi bảo khán giả điền mật khẩu vào, chính mật khẩu khán giả vào nhá, và mình sẽ không nhìn lúc này, chúng ta quay mặt đi và bảo khán giả sau khi khán giả điền mật khẩu xong, khán giả phải tắt ngay điện thoại đi. Rồi thì chúng ta sau khi làm thế, chúng ta lại mượn lại cái điện thoại từ tay khán giả. Và như thế nào rất là thú vị, đó chính là khi cái điện thoại tắt đi như này, chúng ta nói với khán giả chúng ta không thể vào được mục máy tính và chúng ta không thể nào biết được cái mật khẩu. Nhưng mà làm như thế nào thì trong cái lúc chúng ta nói như thế thì cái iPhone nó sẽ có một cái, đó chính là chúng ta có thể vuốt thanh Control Center ngay ở bên ngoài iPhone, ngay ở ngoài màn hình khóa luôn. Đó, thì chúng ta có thể ấn vào mục máy tính ở đây luôn. Và chúng ta có thể nhìn ngay được cái mật khẩu khán giả viết vào đây là gì, 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta đơn giản thôi, chúng ta sẽ ấn vào và điền cái mật khẩu đó vào. Nhưng mà chúng ta sẽ bảo là khán giả không tin đúng không? Khán giả không tin là chúng ta biết mật khẩu. Thì sau khi chúng ta đã kéo, trong lúc chúng ta nói chuyện thì cực kỳ đơn giản thôi, chúng ta nói chuyện và giơ màn hình như này đối diện với mặt khán giả để khán giả không thấy, và chúng ta ấn vào cái máy tính để nhìn nhìn thật nhanh thôi. Chúng ta lại tắt màn hình đi đấy, rồi là chúng ta sẽ mở lại, và lúc này chúng ta nhìn được con số khán giả rồi. Ví dụ nhá, là con số khán giả thực sự là 1234 đi, thì chúng ta ấn vào cái màn hình khóa và chúng ta điền mật khẩu 1234 và khán giả sẽ vô cùng bất ngờ. Nhưng mà ở đây thì máy mình không phải mật khẩu 1234 nhé, mình quên mẹ mật khẩu rồi. Đây mình ấn vân vào đó. Thì như thế là chúng ta đã truy cập được vào cái điện thoại khán giả mà không cần biết pass, mà thực sự là khán giả tự viết pass cho mình nhìn, nhưng mà khán giả sẽ không để ý. Rồi, nhưng mà ở đây thì chúng ta có một cái lưu ý vô cùng quan trọng khi diễn luôn. Ví dụ nhá, khán giả ấn vào mục máy tính khán giả rồi, và ở đây thì mật khẩu khán giả mình, ví dụ là mật khẩu khán giả sẽ là 0201 đúng không, nó sẽ có chữ 0 ở đầu. Thì khán giả viết ấy thì sẽ là 0201, nó mất số 0 ở đầu, các bạn thấy không? Thế thì chúng ta khi chúng ta mở điện thoại lên, chúng ta nên lưu ý là ví dụ chúng ta nhìn chữ 201 rồi kéo lên này ấn máy tính, thì chúng ta phải biết ngay đó chính là mật khẩu khán giả là 0201. Chúng ta nhiều lúc nhiều bạn sẽ kiểu lúng túng ấy, không biết là mật khẩu là gì, tại vì nhìn có ba số đấy mà. Thì đó là một cái lưu ý nho nhỏ, một cái mẹo của mình để các bạn chú ý khi diễn để nó trôi chảy hơn nhá. Và cái trò này thì là một trò cực kỳ hay để khi các bạn kết hợp với một số trò khác với cái điện thoại của khán giả luôn. Nghĩa là chúng ta đã lần đầu tiên là chúng ta diễn là chúng ta sẽ biết được pass khán giả là vô cùng bất ngờ rồi, và sau đó chúng ta sẽ diễn thêm một số trò liên quan điện thoại khán giả nữa thì sẽ làm được cái tiết mục ảo thuật nó vô cùng hay luôn.
Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chỉ hướng dẫn đến để các bạn biết được cái bảng thoại khán giả thôi. Còn phần sau thì mình sẽ làm trong những clip tiếp theo nhé. Còn nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì nhớ like, share bạn bè và nhớ đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo ở cạnh nút đăng ký để theo dõi những cái clip hướng dẫn ảo thuật mới nhất của mình nhé. Bye.